Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại đường Lê Quyên các bạn. À, con móm mới để xe ở đây nè các bạn ơi. Tầm này khoảng chừng 4 giờ 15 tại Sài Gòn mình nha các bạn. Trời đã dịu nắng rồi các bạn. Mà các bạn có đặt Grab mà Grab ứng tiền chứ các bạn, Grab COD, giao hàng COD thì sẽ có những anh Grab tới mua hàng cho các bạn nha. Các bạn chỉ cần nói địa chỉ của cô, hỏi địa chỉ của cô là các bạn đặt cái địa chỉ thì các anh Grab sẽ tới thấy xe và mua cho các bạn nha các bạn. Có những vị khách mà người ta đi ra đây không được đó, người ta đặt Grab để giao hàng về các bạn. Mình xin thông báo giờ là khoảng 2 giờ 10 là cô đã có mặt tại chân dưới vạt cầu Chánh Hưng rồi. Và khoảng tầm nếu mà khoảng chừng 4 giờ đến 4 giờ 15 mà trời chiều ra chút xíu cô đã đẩy qua đường Lê Quyên và buôn bán nha các bạn. Thì các bạn lưu ý hai địa chỉ này và sau này các bạn có muốn đặt Grab giao hàng ứng tiền thì các bạn đặt nha các bạn. Ủng hộ cho cô nha. Dạ đó chưa? Chú Tài đang chở ốc ra là các bạn. Con chảy lên xe đó rồi. Lấy bu ra. Lấy bu ra. Nãy giờ có ai lại lên tình trang lấy không? Chưa chứ. Lấy á. Rồi lấy rồi, đáp lấy rồi. Rồi vậy là khỏi. Nó lại lại lên quên. Cô đã hết rồi các bạn. Còn bịch ốc bu và ốc gai. Ốc bu này là cái mẻ cuối các bạn. Không có phải tôi để cho cô Trang nào á cao lên. Cô Trang ở đặt tôi sợ rồi đi rồi bán. Rồi xong rồi. Thôi không rồi thôi. Hết luôn không? Trong nhà hết luôn rồi. Giờ còn gai á. Cô chỉ còn ốc nè. Cứ để dưới đất. Để trên hết đi. Không còn ốc gì trống không? Có trời. Thank you.
biển thường thường là cô để trong hộp các bạn ơi. Còn ốc đồng của mình thì cô xúc vào bịch nha các bạn. Chiều các bạn mà nắng vẫn còn rất là gắt nha các bạn. Cái này là mới hạ nhiệt mà còn trời còn như vậy nữa. Chiều của xe đi người ta đi làm về đó, bởi vậy là nó cũng hơi bất tiện cho khách khi mà muốn mua của cô các bạn.